200 người. Và video thì em cũng nói luôn là mấy anh em thì chưa mua hàng thì biết là em không ship code rồi, chưa mua ấy thì vui lòng nghe kỹ là em không ship code nha. Mua thì phải chuyển hết tiền hàng, nên là mình đọc ở dưới cái phần mô tả nó có cái thông tin ấy để mình chuyển khoản và nhắn địa chỉ. Con này là một con video này là con Echo Pro đồng đứng nha. Con này thì nó cắt thì quá khỏe luôn nha mọi người. Ở mặt cái này thì chỉ do tại cái này nó miếng này nó hơi bị cống tí nên là cột lại kiểu này. Mặt tiền đẹp đâu, cái này màu cam chứ đúng không? Okay. Để rất là đẹp. Con này nói chung là dọn lên là bán hoặc là dùng là cực sướng luôn. Hai ốc lan. Này là xem 451 nha mọi người. 451. Này cái miếng này nó hơi bị cắn một tí, không có ảnh hưởng gì nha. Máy rất là chất lượng. Chưa cứ dọn nha mọi người. Cái này thì cái này ấy nó về nó có cái đầu máy không à, thì em hình như là còn một cái cây lam. Con này nó xài hình như là lâm xích lỡ á mọi người, xích gần như xích đại á, thì em sẽ cho theo cái cọng cây lam nha, cái cọng xích em hết rồi, cho theo một cái cây lam, lam nó là lam nhông nha chứ không có lam latin đâu nha mọi người, thì em sẽ cho một cây lam đi theo để về mọi người mua cọng xích là mọi người dọn lên. Ui, cái này thì hơi quá nắng nha mọi người, cái này hơi thì mọi người khỏi sợ luôn, hơi thì không sợ đâu. Con này thì 45cc này, nòng nó chắc phải 41 ly. 45cc thì cực kỳ khỏe rồi, khai thác cũng được, khai thác tầm trung á, cây tầm trung, cây vành 40, đường kính 40 á, đường kính 40 là vành nó bao nhiêu ta, cũng vành nó chắc hơn 100, như miếng gạch nè mọi người, nó to như miếng gạch, cách bình thường. Thì con này để cho mọi người, em tặng cho một cây lam đi theo nha, lam bãi đi theo nha, lam nhông nha, để cho nó mọi người về chỉ cần mua cái cọng xích nữa thôi. Đó, cọng xích thì nó vài trăm nghìn, xích mới. Không, em không có xích nha, nhớ nha, đừng có vào hỏi em ơi, em có xích bán cho anh luôn, em không có bán xích, em không có bán phụ tùng mới. Đó, cái đầu này để cho mọi người 1,7 triệu nha. Nhớ là em có bỏ theo cho một cái cây lam nha mọi người. Cây lam nó thầm phải 5 tấc trở lên nha mọi người. 5 tấc, 5 tấc rưỡi trở lên. 5 tấc rưỡi đến 5 tấc đến 6 tấc. Chứ không có ngắn hơn đâu. Máy này máy công suất nó to mà. Ha, 1,7 triệu nha, cả cây lam luôn, 1,7 triệu. Còn nếu anh em không lấy lam ấy thì em tính cho 1,5 triệu nha. Nếu mà không lấy lam chỉ lấy cái đầu máy thế này thôi thì em tính cho 1,5 triệu. Giá này thì đối với những con như thế này, công suất lớn như thế này thì mọi người tìm không có đâu, tìm không có chỗ bán đâu. Thời điểm hiện tại là giá nó cao lắm. Để em còn một con em để cho mọi người giá rẻ thôi. Ha, hơi rất là năng, hơi này thì khỏi bàn rồi mọi người. Em không có bao nhưng mà hơi này thì khỏi bàn, quá tuyệt. Ha, giá thì em nói cụ thể rồi đó, mua thì việc chốt thôi, em không bớt nha. Đó. Rồi chào mọi người.